19. Bạn học à, tôi mời chị cậu đi rồi, tôi sẽ thay cậu chăm sóc chị ấy. Văn vật cố cung, nếu như không di dời thì chị sẽ được bình yên. Một khi dời thì sẽ không bảo toàn tính mạng. Thầy, thầy yên tâm, em hứa với thầy, em bảo đảm với thầy, em sẽ mang được con thầy về. Tên Honda khốn kiếp, bắt được hắn, em sẽ róc xương hắn ra. Lập Văn, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Honda. Tôi sẽ đi tìm cục trưởng, điều động toàn bộ cảnh sát. Cho dù không phải là tung thành phố, cũng phải tìm cho được tên khốn nạn đó. Bây giờ chúng ta không thể làm mà mỹ, như vậy không có lợi. Quang Nghị, cậu nói một phương án khả thi xem. Nhậm tiểu thư là khách quý, cởi trói, dừng. Tôi quen cậu, cậu là bạn của em trai tôi, Honda Kita. Đúng, tôi và Hoàng Nghị là bạn cùng khóa, cùng lớp. Tôi mời chị tới cũng là bất đắc dĩ. Nếu tôi đoán không sai, cậu mời tôi tới là để uy hiếp em tôi, ngăn chặn việc di dời văn vật. Nhậm tiểu thư đã biết mục đích tôi mời chị tới, vậy thì ngoan ngoãn ở lại. Cô yêu cầu gì thì nói cho tôi biết. Honda, cậu không biết tự xấu hổ à? Tôi có gì mà phải tự xấu hổ? Cách làm đê tiện này của cậu thật sự khiến người ta khinh bỉ. Nhậm tiểu thư, chị em nói cẩn thận một chút, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Kojima, Nhậm tiểu thư, tôi nói thẳng cho chị biết, vì sự nghiệp của đế quốc Nhật Bản chúng tôi, đối với tôi mà nói không có gì là xấu hổ hay không xấu hổ. Chúc ngủ ngon. Mở cửa. Viện trưởng, bên này. Thầy. Viện trưởng Mã và thầy Ngô tới thăm thầy. Anh Di Hòa, nào ngồi đi. Anh mau ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Anh Di Hòa, chuyện của Chính Thu chúng tôi đều nghe qua, chúng tôi đều rất lo lắng. Nghe nói phía Hoàng Nghị không có cách nào ứng cứu. Hôm nay chúng tôi tới, một là đại diện cho mọi người tới thăm anh, hai là xin anh yên tâm. Tuy rằng việc di dời văn vật là quan trọng, nhưng mà mạng người còn quan trọng hơn. Chúng ta nhất định phải cứu được Chính Thu. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà Hoàng Nghị đã đảm bảo, nó nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cứu được Chính Thu về đây. Được, mong là mọi chuyện không ảnh hưởng tới kế hoạch di dời. Từ từ hắn về. Tôi muốn tới khách sạn để gặp một người. Dân, ngày tham tán, các người là ai? Tôi là thuộc hạ của thiếu tá, được tin báo thì liền tới đây. Đi thôi. Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Đưa ông tới nơi cần đến. Đi. Đi.
Lôi ông ta ra. Đi. Nhậm tiểu thư không ăn cơm, không ăn thức ăn, chống đối à? Honda, đây là cách người Nhật các anh tiếp đãi khách quý à? Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Cái này mà cho người ăn sao? Cái này cho heo ăn. Khốn nạn. Chúng tôi ăn thế nào thì chỉ ăn như vậy. Là con tin mà còn đòi hỏi à? Cậu thích ăn đồ ăn của lợn thì đó là chuyện của cậu, tôi không cần quan tâm. Đồ khốn. Kojima, Nhậm tiểu thư, chị muốn ăn gì? Có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đáp ứng. Được. Lợn xào chua ngọt, gà cung bảo, thịt viên xào, gan xào. Sao nào, một mình chị ăn nhiều như vậy à? Xem cậu có cho tôi ăn không. Những đồ ăn đó không cần phải bày lên hết, chỉ cần mỗi ngày hai món, nhưng mà tuyệt đối không được trùng. Còn nữa, nhất định phải có đĩa nộm rau cải trắng. Thời điểm bây giờ không có món này thì tôi nuốt không trôi. Được. Thiếu tá, yêu cầu của cô ấy đúng là quá đáng. Cô ấy yêu cầu thì cứ làm theo. Dạ. À phải, nhất định phải thường xuyên đổi nơi mua rau, không được thiếu cảnh giác. Dạ. Làm theo phương án của cậu. Có chuyện gì tôi sẽ gánh giác. Thiếu soái, tôi vẫn còn lo lắng. Tôi sợ Honda sẽ bắt cóc người nhà của nhân viên trong cố cung. Tôi lo lắng cho sự an toàn của nhân viên cố cung. Cậu đi cứu chị cậu trước. Những người còn lại tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ làm hậu thuẫn vững chắc cho việc di dời chăn vật. Cảm ơn thiếu soái. Ngài công sứ, anh Sato lập tức gọi điện cho tư lệnh Hoso. Dạ. Lập Văn, cậu đi đi. Chúng ta làm theo kế hoạch. Chắc chắn chứ? Tôi hiểu rất rõ Honda. Honda nghĩ rằng anh ta hiểu rất rõ về tôi. Yên tâm đi, chúng ta hành động. Được. Thiếu tá, tướng quân có điện gấp. Sao vậy? Nhậm Quan Nghị bắt cóc tham tán Sato. Cậu ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Được thôi, lần này ta sẽ không theo kịch bản cũ. Dạ. Chào anh. Anh thư phòng có phải không? Tôi muốn gọi điện thoại. Cậu tránh đi một chút. Mời anh. Tôi là Nhậm Quang Nghị, bạn cũ là tôi đây. Honda, thả chị của tôi ra. Đừng nóng vội. Bạn cũ, tôi thật không ngờ cậu lại có thể làm một chuyện ngu xuẩn như vậy. Cậu làm như vậy vô tình đẩy chị của mình vào con đường chết. Ý của anh là sao? Là sao à? Văn vật di dời khỏi cung, chị cậu phải chết. Nếu tham tán Sato có chút bị thương, chị của cậu cũng phải chết. Nên nhớ, bây giờ là 6:20, một tiếng sau thả tham tán. Nếu không thả, cậu sẽ không bao giờ gặp lại chị của mình nữa.
Sở trưởng Dương đã điều tra được quán trọ Thụy Hoa. Alo, Quang Nghị, đã điều tra được Honda dùng điện thoại ở quán trọ Thụy Hoa. Tôi đã biết. Nhậm tiểu thư, em trai chị đã làm một chuyện ngu ngốc, bắt cóc ngài tham tán đại sứ quán của chúng tôi. Cậu ta muốn dùng tính mạng của tham tán đổi lấy sự tự do cho chị. Nhưng cậu ta nhầm rồi. Chỉ cần hết thời gian, nếu cậu ta không thả người, nhậm tiểu thư, chị sẽ phải chết. Thật đáng tiếc. Mở cửa. Lập Văn, điều tra được gì chưa? Quang Nghị, tất cả quá đơn đều trong phạm vi 3 km, phải điều tra cho kỹ. Tên Honda này tuyệt đối sẽ không đặt đồ ăn ở cùng một nhà hàng, nghe rõ rồi chứ? Điều tra đi, chúng ta mau lên. Đi. Một tiếng sau, thả tham tán. Nếu không thả, chị của cậu sẽ phải chết. Thiếu tá, thời gian đã lâu như vậy rồi, bên công sứ quán vẫn chưa có tin tức gì về tham tán. Vội làm gì? Nếu Nhậm Quang Nghị dám không thả tham tán, hết thời gian sẽ giết Nhậm Chính Thu. Dạ. Giáo quan Nhậm, phát hiện một điểm đáng nghi. Ở đâu? Số 3 ngõ La Cổ Nam, đã đặt thức ăn một tuần liên tiếp. Hơn nữa, mỗi một bữa ăn đều đặt nhà hàng khác nhau. Đưa tôi xem. Đây, anh xem. Còn đây nữa, tất cả đều là số 3 ngõ La Cổ Nam. Đúng, lượng thức ăn cho khoảng 6-8 người. Nộm rau cải trắng. Ngày nào em cũng ăn cái này à? Em không chán sao? Anh không hiểu rồi. Món nộm rau cải trắng này khai vị tốt, tốt cho tim, còn giải nhiệt. Không có món này em không nuốt rồi. Đưa hết tất cả qua đường. Có món nộm rau cải trắng. Dạ. Nộm rau cải trắng tốt cho tim, lại còn giải nhiệt. Không có món này chị tôi nuốt không rồi. Tôi đã hiểu. Ở đây có. Mọi người xem, ở đây cũng có. Đâu? Đều gửi tới số 3 ngõ La Cổ Nam. Đúng, quan nghị. Chị cậu đang ra hiệu. Hiểu. Các huynh đệ, hành động. Dạ. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi bái phục Nhậm Hoàng Nghị. Cậu ta và tôi giống nhau. Vì sự nghiệp của bản thân mà có thể dứt bỏ mạng sống của chị mình. Thật lòng bái phục. Thời gian sắp hết. Nhậm tiểu thư, xin lỗi. Thiếu tá,
ngài tham tán đã được thả, hơn nữa còn phải đích thân ngài nghe điện thoại ở quầy lễ tân. Chị thật may mắn vì có một đứa em tốt. Ngài tham tán, tôi là Honda. Dừng. Kojima, ra ngoài với tôi một chút. Dạ. Thiếu tá, sao phải vội vàng như vậy? Tham tán Sato muốn tôi giải thích cho ông ấy biết. Dừng. Tới giờ rồi. Hành động. Tỉnh táo một chút. Qua bên kia xem thử. Vào. Sao vậy? Nhậm Quang Nghị không thể nào dễ dàng thỏa hiệp. Quay đầu xe. Dạ. Buông ra. Đi. Buông ra. Lùi lại. Đừng động đậy. Tất cả lùi lại. Không được động đậy. Không được động đậy. Tất cả lùi lại. Cả lùi lại. Thả người ra. Em trai, chị, Chính Thu, Lập Văn, Chính Thu. Em làm cho anh lo quá đi.
Sao bây giờ anh mới tới? Xin lỗi, anh tới trễ. Em không sao chứ? Đại ca, lại để tên khốn đó chạy mất. Sớm muộn gì cũng bắt được. Không sao đâu, làm anh sợ quá. Em không sao chứ? Có đau không? Nói thừa. Nhậm Quang Nghị ơi, Nhậm Quang Nghị, tôi đã quá xem thường cậu. Kojima, mau quay đầu xe, giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Tham Tán biết. Dạ. Chị, món nợm cải trắng chị thích ăn nhất. Cảm ơn. Mau ngồi đi, Điền Huệ. Món này ngon đấy, món này ngon. Chính Thu, em đúng là thông minh. Em quá lợi hại. Em trong miệng hổ vẫn có thể nghĩ ra cách để lại ám hiệu. Nếu em là con trai thì thật sự Hoàng Nghị, cậu nói xem, cậu còn có chỗ đứng trong nhà không? Ghét quá đi, lẻo mép. Bố, con mời bố một chung. Là con không tốt, làm bố phải lo lắng. Mấy ngày nay điều làm con lo lắng nhất là sức khỏe của bố. Con về nhà là tốt. À phải, bố đề nghị cả nhà chúng ta chúc mừng Chính Thu một chung, để Chính Thu bớt lo sợ. Nào nào nào. Chị, chị à, lần này xảy ra chuyện, lỗi là do em. Không ngờ Honda lại dám làm như vậy. Nhưng mà thiếu sói đã đồng ý, sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Quang Nghị à, con người Honda vô cùng tàn nhẫn. Trên đường di dời gian vật, em phải hết sức cẩn thận. Có tình báo cho biết Hojo đã lệnh cho Honda không những đạt được tấm thiếp mà còn phá hoại gian vật. Xem ra có rất nhiều nguy hiểm. Thiếp Trung Thu là thứ mà có biết bao nhiêu người muốn đạt được. Thật không ngờ tấm thiếp này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thầy à, thầy nói vậy là sao? Bản gốc của thiếp Trung Thu nằm trong tay Quách Bảo Thương. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một câu. Thứ này từ đâu mà có? Anh Nhậm mà, tôi không giấu gì anh. Bảo vật này chính là bị lưu lạc từ trong cung tới quán đồ cổ. Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể mua về từ tay họ. Thầy nói thật à? Lạp Văn, cậu kích động gì chứ? Những ngày vừa rồi vì thiếp Trung Thu mà xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi có thể không kích động à? Nhắc tới thiếp Trung Thu, trong lòng ta rất khó chịu. Ba tấm thiếp đều là bảo vật trong cung, nên được để trong cung để nhà nước trông coi mới đúng. Nhưng mà Quách Bảo Thương lại dùng tiền để mua. Ta không nói được gì, ta đành phải nhẫn nhịn. Vẫn là không nói nên lời. Ai cũng muốn có được thiếp Trung Thu. Người Nhật càng vì thế mà quyết tâm. Lỡ không may bị lộ tin tức, bác Quách cất giữ tấm thiếp thì thật sự quá nguy hiểm. Được rồi, được rồi. Đồ ăn nguội hết rồi, chúng ta mau ăn đi. Nào ăn cơm thôi. Nào. Nào bố, anh Nhậm, anh bảo tôi dân thiếp Trung Thu vào cố cung. Anh Quách, nghe Hoàng Nghị nói hết đã. Bác Quách, bởi vì thiếp Trung Thu mà có rất nhiều người phải chết, người Nhật cũng muốn lấy cho bằng được, tuyệt đối không chịu để yên. Tấm thiếp nằm trong tay của bác, sợ rằng sẽ mang lại tai họa. Vì vậy tấm thiếp này dù sao đi nữa cũng phải dâng vào cố cung. Được, vào trước nha. Cảm ơn. Vui lòng xuất trình thiếp mời. Hôm nay tôi ra ngoài gấp nên để quên ở nhà. Anh chăm trước cho nhé. Xin lỗi, không có thiệp mời thì không được vào trong. Làm ơn đi. Được rồi.
Các vị phóng viên thân mến, hôm nay mời mọi người tới là muốn mọi người chứng kiến chuyện đại hỷ của Cố Cung. Hôm nay ông Quách Bảo Thương, người nhiều năm cất giữ bảo vật của Bắc Kinh, sẽ hiến lại cho Cố Cung tất cả những bảo vật mà ông ấy có. Thậm chí bảo vật này là gì, tôi nghĩ rằng bí mật này sẽ dành cho người dân bảo vật tiết lộ. Xin mời ông Quách Bảo Thương. Mời. Tiếp theo, mời viện trưởng Mã và ông Quách Bảo Xương tiến hành nghi thức tiếp nhận quốc bảo. Xin chào, xin chào. Tiếp theo, xin mời ông Quách Bảo Xương lên phát biểu. Các vị, mọi người đều biết, trước khi viện bảo tàng Cố Cung được thành lập, những văn vật bị tản mạn khắp nơi. Trong đó có các văn vật quý hiếm đều bị rơi vào tay của cá nhân. Bản thân tôi luôn cho rằng đồ vật do cá nhân cất giữ và đồ vật trong Cố Cung là của cả quốc gia, không thể đánh đồng như nhau được. Hơn nữa, cục diện trước mắt không ổn định. Những bảo vật quốc gia nằm trong tay cá nhân sẽ rất có khả năng bị hủy hoại, thậm chí là lọt vào tay của kẻ xâm lược. Chính vì vậy, tôi quyết định đem tất cả những bảo vật mà tôi cất giữ dâng lên cho Cố Cung. Bảo vật này vốn dĩ là của Cố Cung, tôi chỉ là đưa nó quay về chỗ cũ. Các vị có thể không biết, 2 năm trước ông Quách Bảo Xương đã dâng lên Cố Cung tác phẩm nghệ thuật quý giá hiếm có thời vua Càn Long, ấm hai quai bạc hình hai con ly, được làm từ nguyên liệu vô cùng quý hiếm. Ông Quách, xin mời. Nghe các thầy nói rằng ông Quách Bảo Xương xuất thân là người trong ngành đồ cổ, là một người nổi tiếng trong ngành. Cả đời của ông ấy làm được 2 chuyện lớn được mọi người ca ngợi. Một là giám sát lò nung tạo ra ngói hồng, cư nhân đường và trí trai, là người đi tiên phong trong việc mô phỏng làm ngói hồng dưới thời Ung Chính và Càn Long. Hai là không tiếc tiền vàng cất giữ thiếp Trung Thu và thiếp Bát Diễn, chỉ mong muốn có thể bảo vệ quốc bảo trong thời thế loạn lạc để không bị rơi vào tay quân địch. Đúng là thiếp Trung Thu à. Viện trưởng Mã, tôi muốn hỏi, ngày trước khách sạn Lục Quốc, Lục Hưng cầm thiếp Trung Thu đủ để lấy giả làm thật gây hiểu nhầm, vậy ông làm sao có thể chắc chắn thứ mà ông Quách này cầm chính là thiếp Trung Thu thật? Tấm thiếp Trung Thu này đã qua kiểm định của tôi và các vị chuyên gia của Cố Cung. Tôi có thể đảm bảo với tất cả mọi người, tấm thiếp Trung Thu này chính là thiếp Trung Thu thật mà chúng ta đã từng nghe danh từ lâu. Nếu đã là thật, chúng tôi muốn được biết tấm thiếp Trung Thu này có phải là được lựa chọn kỹ lưỡng cùng với đợt văn vật xuất cung đầu tiên. Thiếp Trung Thu là bảo vật trong số bảo vật. Sau khi kết thúc nghi lễ chuyển giao lần này, chúng tôi sẽ mang nó và các dân vật quý cùng di dời về phía nam. Hay quá, hay quá đi. Anh Di Hòa, Hoàng Nghị, hai bố con anh giải quyết chuyện này rất tốt. Đều là ý kiến của Hoàng Nghị. Vậy à? Viện trưởng Mã, thầy, mọi người đang bàn công chuyện à? Vậy một lát nữa con quay lại. Không, để tôi đi. Nào, Dược Tư, Dược Tư, có chuyện gì à?
Viện trưởng, cháu muốn xem qua thiếp Trung Thu. Được. Cháu là người duy nhất trong cố cung được nhìn thấy thiếp Trung Thu thật. Thầy Honda, hẹn ta ra đây có phải vì chuyện thiếp Trung Thu? Vâng, vì chuyện thiếp Trung Thu tôi đã hai lần sai sót. Ban đầu tôi định đến gặp Quách Bảo Xương, nhưng mà không ngờ nhà họ đã không còn ai nữa. Vì vậy tôi đến làm phiền thầy. Quách Bảo Xương là người nổi tiếng trong giới thu thập đồ cổ. Người này từng làm quản gia cho Viên Thế Khải, kim người làm việc giặt trong phủ tổng thống. Năm đó Viên Thế Khải bắt chước hoàng đế, nung được gốm đỏ có niên hiệu ở huyện Cảnh Đức, đặt phong. Người này vì giám sát cửa khẩu Cửu Giang, nung lò gốm cư nhân đường. Tầm mắt và tài năng của người này vượt xa người thường, hành động tuyệt đối cẩn trọng. Vì vậy mới nói thiếp Trung Thu thật nằm trong tay của ông ta không có gì ngạc nhiên. Có phải bây giờ cậu đang chú ý tới thiếp Trung Thu chỉ là một tấm thiếp, nhưng mà những thứ khác trong lòng họ biết rất rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Có phải thầy có tâm sự? Thầy à, Honda, có một chuyện ta muốn nhờ cậu. Xin thầy cứ nói. Con gái ta rất cố chấp, không chịu nghe lời khuyên, cứ khăng khăng tham gia đội di dời dân vật về phía Nam. Đương nhiên ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nó. Nếu nó còn không nghe, cứ khăng khăng cố chấp, thì mong Honda nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho nó. Thầy yên tâm, tôi đã đồng ý phải đảm bảo an toàn cho con gái thầy, thì nhất định sẽ làm được. Nhờ cả vào cậu. Vậy thầy, tôi chào thầy. Bố. Ba. Dừng. Dừng cái gì mà dừng? Biết đây là ai không? Tôi không cần biết. Không có lệnh của đội trưởng thì ngay cả thiên hoàng cũng không được vào trong. Đội trưởng của anh lại Nhậm Quang Nghị cái gì? Gọi anh ta ra. Câm miệng lại. Ba chữ Nhậm Quang Nghị để cho anh gọi à? Anh định làm gì? Muốn làm gì? Đồng chí, tôi muốn vào gặp viện trưởng Mã. Không có lệnh của đội trưởng, không ai được vào. Anh có chuyện gì? Nhậm Quang Nghị, chủ tịch Triệu muốn gặp viện trưởng Mã. Cái này Diêu Cương, anh ta không cho vào. Làm sao đây? Cậu chính là Nhậm Quang Nghị? Dạ phải. Tôi có chuyện gấp muốn gặp viện trưởng Mã. Mời chủ tịch Triệu. Thấy chưa, học tập đi, không khôn ngoan chút nào hết. Cậu không được vào. Anh đùa à? Nghe không hiểu à? Đội trưởng đã nói chủ tịch Triệu được vào, còn anh thì không được. Quang Hy, con lên xe chờ ta. Quang Hy, lên xe chờ. Nói như vậy thì chủ tịch Triệu vì muốn nhìn thấy thiếp Trung Thu nên mới tới à? Chắc là viện trưởng Mã
sẽ không để tôi mất mặt chứ? Chủ tịch Triệu, thật không đúng lúc. Thiếp Trung Thu đã đóng vào thùng hàng. Cố cung có quy định, nếu văn vật đã đóng thùng thì không thể mở ra. Mong chủ tịch Triệu lượng thứ cho. Quy định này đều do con người đặt ra, lẽ nào thật sự không thể vì tôi? Chủ tịch Triệu, tôi đảm bảo với anh, một khi văn vật tới được Nam Kinh, tôi sẽ mời anh là người đầu tiên xem thiếp Trung Thu. Lão gia về rồi à? Tôi pha trà cho lão gia. Tên Mão Hoàng này không biết điều chút nào, lại để cho ta mất mặt như vậy. Bố à, bố không cần giao du với người vô học. Con cũng biết, trong lòng bố cũng không chỉ muốn xem thiếp Trung Thu. Con có cách gì? Bọn họ bây giờ không phải là di dời văn vật về Nam Kinh à? Bố dở một chút thủ đoạn nhỏ để ông ta trung chuyển tới Tây An. Tây An không phải là địa bàn của chúng ta à? Đừng nói là một tấm thiếp, cả mặt trời cũng hái xuống được. Ý của con rất hay, nhưng mà ta nghe nói người Nhật cũng đang chú ý tới việc di dời thiếp Trung Thu. Người Nhật đã có nhậm quan nghị lo. Chuyện của chúng ta là chờ văn vật tới Tây An. Ai dám chặn đường chúng ta, người đó phải chết. Lão già, uống sữa đi. Mẹ ba, những chuyện vừa rồi mẹ nghe thấy hết rồi chứ? Không nghe thấy gì hết. Hai người nói chuyện gì? Có liên quan tới tôi à? Không liên quan tới bà. Mau đi nghỉ đi. Bố, chính là như vậy. Con thấy rằng chuyện của chúng ta bố nên giấu đi, có đúng không? Sau đó thì bố... Thiếp Trung Thu và văn vật không được rơi vào tay của người Nhật. Bây giờ con phải nghe ngóng thật chính xác. Phần thư quả để ở toa xe nào. Mẹ à, nếu như mẹ muốn ra tay, mẹ biết con sẽ lo ngại quan hệ với nhà họ Nhậm. Nhưng mà con phải hiểu chuyện, nó có liên quan tới kế hoạch trăm năm của hội Đan Thanh. Những lời này mẹ hy vọng con không bao giờ nói ra. Tình hình bên cố cung sao rồi? Nghe Hoàng Nghị nói di dời văn vật về phía Nam chỉ là chuyện mấy ngày thôi, con phải trông chừng kỹ. Có chuyện gì phải kịp thời báo cho mẹ biết. Sói Trắng tiên sinh, tướng quân lệnh cho anh lập tức điều tra rõ thư quả trong văn vật di dời về phía Nam nằm trong toa thứ mấy. Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Tướng quân nói chuyện xảy ra như vậy chỉ có thể nói với anh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xuất hiện lần này là tìm một cái cớ miễn cưỡng. Làm như vậy rất nguy hiểm. Tướng quân cũng có nghĩ qua, sau khi tiên sinh điều tra rõ thư quả nằm ở toa xe nào, nếu không phải bất đắc dĩ thì không làm phiền tới anh hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tin tức của tôi, trong tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ của anh lại được cộng thêm 5.000 đô. Đồng chí, không ngờ tôi đi mấy ngày cô lại gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Thiệt thòi cho cô. Thôi, đừng nói nữa. Sao rồi? Lần này tổ chức có chỉ thị gì mới? Cấp trên lệnh cho chúng ta.
vì bảo vệ dân tộc Trung Hoa, thu thập những văn vật hàng nghìn năm, muốn chúng ta góp phần trách nhiệm. Bây giờ văn vật của cố cung đang trên đường di dời, đồng chí của chúng ta nhất định phải hợp tác bảo vệ. Có nhắc tới việc em trai của cô bây giờ là đội trưởng, vì vậy nhiệm vụ lần này giao cho cô đảm nhận.